Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Acom. Và hôm nay thì mình và anh Tuấn Anh sẽ lắp một bộ PC rất là khủng bố anh nhá. Thì trong này sẽ có cấu hình như nào anh nhỉ? Hôm nay thì có một bộ PC trị giá bộ này nó rơi vào khoảng tầm 70 triệu. 70 triệu. Thì bộ này hiện tại đang dùng CPU là Intel Core i7 thế hệ thứ 12, chip 12700K. Card đồ họa ở đây là RTX 3070 Ti. Đúng rồi. Và có 16GB RAM. Không anh ơi, 16X2 ạ. 16X2 ạ, 32GB RAM. Đấy, bộ PC. Và đặc biệt nữa là bộ này có trang bị tản nhiệt nước custom. Đấy, của Freezy Van Mod. Rồi. Và cái bộ PC này thì sẽ là bộ PC GM của bên mình anh nha. Đúng rồi. Thì đây sẽ là một bộ PC để có thể gọi là bán luôn cho những anh em nào mà muốn mua những cái bộ này. Và bộ này thì sau khi lắp thì chúng mình sẽ đem tới trưng bày ở 43 thứ 2 anh nha. Đúng rồi, showroom 43 thứ 2. Thì một cái điểm là khi mà các bạn build tản custom ấy sẽ phải mất khoảng thời gian là khoảng từ 1 đến 2 ngày là nhanh nhất để có thể hoàn thiện được bộ máy. Thì với cái bộ máy lắp sẵn này thì các bạn sẽ không cần phải đợi, có thể đến nhìn trực tiếp cái máy đấy. Nhìn thấy đẹp không? Đấy, đẹp không? Và nếu đẹp có thể xuống tiền ngay và luôn. Xuống tiền bốc luôn về nhà. Đúng rồi, rồi. Sử dụng luôn. Đó. Bây giờ thì chúng mình hãy cùng bắt đầu build cái bộ PC này nhá. Nếu anh em thấy ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đây trên mainboard Stuff Z690 Plus D4. Thì theo như mình biết ý, đây là một trong những chiếc mainboard gọi là dành cho Z690 tốt nhất và sử dụng RAM DDR4 thì nó sẽ hỗ trợ cho cặp RAM này. Và DDR4 trong thời điểm hiện tại thì nó sẽ là một sự lựa chọn đáng giá hơn, đáng tiền hơn so với cả DDR5. Tại vì DDR5 bây giờ đắt quá anh nhỉ? Đúng rồi, đắt với cả cái phần hiệu năng mà đem lại thì thực sự không hề đáng một chút nào. Không chênh lệch quá nhiều. Đúng rồi, anh em xem cái video DDR4 với DDR5 thế hệ thứ 2 chúng mình ý sẽ thấy rằng là DDR5 không hề có gọi là một cái sự phát triển vượt bậc như là chúng ta mong cầu. Cho nên là DDR4 vẫn là sự lựa chọn hợp lý hơn. Rồi. Hôm nay là sử dụng vỏ Helio 11 Dynamic. Vâng, lại một chiếc vỏ rất là thân thuộc với cả những anh em nào mà chơi nước. Nếu mà trong 3 loại ấy, Mini, Dynamic thường với cả XL thì anh sẽ chọn cái nào nếu mà được lắp kiểu cho khách? Thông thường nếu mà với những cái bộ máy như thế này thì mình sẽ chọn cái vỏ ôm một bản thường. Bản thường. Thì thứ nhất là cái mức giá của nó là hợp lý. Hợp lý nhất. Nó không đắt như ôm một XL. Ôm một XL nếu mà trong cái cấu hình mà gọi là khủng đó, hoặc là top đầu hiện nay ấy, thì có thể cân nhắc dùng cái vỏ đấy. Với một cái cấu hình gọi là tầm khoảng 70 triệu thì mình sẽ cân nhắc dùng cái vỏ cây này, giá sẽ hợp lý hơn. Còn vì sao mà không dùng O11 mini? Tại vì vỏ đấy nó hơi đặc trưng một chút, nó sẽ phải dùng cái nguồn NetFX. CPU đây là i7 12700K. Thì nếu mà theo như mình cảm thấy, theo như cái trải nghiệm của mình ấy, thì i7 12700K là lựa chọn hợp lý nhất có thể có bây giờ. Tại vì với sự cân bằng về số lượng nhân này và số lượng luồng của nó, đồng thời với cả hiệu năng đơn nhân của nó nữa, thì đây là một CPU quá là tuyệt vời, rất là xứng đáng trong thời điểm đầu năm 2022 này. Đó, đi kèm với cả một cặp RAM DDR4 nữa thì cũng hợp lý vô cùng luôn. Thì bây giờ sẽ có là cặp RAM G-Skill. Thì đây là cặp RAM Trident Z Neo. Thì cái cặp RAM này ấy là nó vốn là đẻ ra dành cho tối ưu cho AMD. Nhưng mà thực ra thì cái gì chả dùng được đúng không anh nhỉ? Cứ RAM là dùng được mà. Thì cái cặp RAM này sẽ có tốc độ là 3600, nhưng mà cái cache latency của nó chỉ là 18 thôi. Tức là nó hơi chậm chậm hơn chút so với cả 16. Nhưng mình đánh giá rằng nó cũng không quá là khác biệt đâu. Cho nên là anh em vẫn có thể sử dụng thoải mái nhá. Ăn bốc cái cạc ra cho anh em xem nó hoành tráng, nó đẹp đẽ như nào. Đây là 3070 Ti. Đấy, cái con cạc này thì quá là cháy luôn. Giá cạc bây giờ đang quá là cao. Thì đang có hy vọng là AMD có thể sản xuất ra, đang gọi là ra chiếc cạc RX 6500XT à. Thì sẽ phù hợp hơn với những anh em nào mà tầm tiền giá thấp. Giá cạc đấy hiện tại mà MSRP rơi khoảng tầm 200 đô, nhưng mà về Việt Nam chắc phải tầm 6 triệu, 7 triệu đấy nhỉ. Hơi bị đắt. Wow, đấy nó phải như thế này chứ. Đấy anh em nhìn nó dày, nó căng, nó đẹp như nào. Thì bây giờ chúng mình sẽ lắp mấy cái tản stock vào. Cái mục đích của tản stock này là chỉ đơn giản là vào BIOS để chỉnh thôi. Còn tí nữa thì anh Tuấn Anh sẽ đi nước sau, chỉnh cho cái này xuống 3.0. Đây anh em có thể thấy đây. Đấy, sức mạnh của Asus TUF này.
Đó, đầy đủ tất cả các cổng USB nhá, rất là nhiều cái cổng nhá. Và có vẻ như là không có cổng nào là 2.0 hết, nên tất cả đều là tốc độ cao. Nên là anh em có thể cắm hấp vào nếu mà mong muốn. Và như mình thấy ở đây, đây có cả cổng USB 3.2 Gen 2 X2 cho anh em cắm thoải mái. Có nhiều bạn đến với Hacom và thắc mắc với mình là vì sao cái thời gian thi công tản custom nó lại lâu như vậy. Thì bởi vì đặc tính của tản custom là các cái linh kiện này đều tùy biến và lắp đặt một cách thủ công, cho nên là khi mà lắp đặt những cái bộ máy như thế này, cái thời gian mà lắp của nó sẽ lâu hơn khá nhiều so với việc các bạn sử dụng tản all-in-one. Cho nên là mình đã thiết kế ra một cái giải pháp mới, đó chính là lắp toàn bộ cái những cái bộ máy này trước. Và khi các bạn đến thì chỉ việc là nhìn cái mẫu này, nếu mà các bạn thấy ưng và thấy cái cấu hình này phù hợp với cái ngân sách của mình thì các bạn có thể chọn luôn và không cần phải mất cái thời gian chờ đợi lắp đặt từ 1 đến 2 ngày so với việc là các bạn tự chọn những cái linh kiện lẻ và bắt đầu lắp đặt từ đầu. Hiện tại ở trong cái bộ máy này thì các bạn có thể thấy nó hơi khác một chút so với các bộ máy trước đây mà Hacom đã build, là nó không có sử dụng cái dây nguồn nối dài để trang trí, và đặc biệt là dây điện ly. Cái dây điện ly ấy thì về chất nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà ở trong cái bộ này mình không đưa vào, tại vì mình muốn đấy sẽ là một cái tùy chọn. Và khi các bạn mua bộ máy này, nếu các bạn có cái kinh phí có thể có nhiều hơn chẳng hạn, thì bạn có thể mua để lắp thêm vào, nó rất là nhanh thôi, không có gì phức tạp cả. Còn nếu mà trong trường hợp các bạn không thích nhiều màu sắc, hay các bạn chỉ thích đơn sắc thôi, cần một màu thôi, thì các bạn có thể chỉnh hết cái hệ thống LED này về một màu, ví dụ màu đỏ chẳng hạn, màu xanh chẳng hạn, và các bạn mua cái dây nối dài này chỉ có một màu thôi, thì cái khoản tiền đấy nó sẽ rẻ hơn so với mua dây điện ly. Thì đây mình để ở đây không lắp sẵn dây điện ly, là để cho các bạn có khả năng tùy chọn. Ở trong cái bộ máy này thì có sử dụng bộ tản nhiệt custom của Fujimoto. Thì đây là một cái bộ tản nhiệt theo đánh giá của mình là cái chất lượng của nó với cái tầm tiền đấy khá là tốt. Tại vì thứ nhất là công suất bơm nó lớn này, thứ hai là block có chất lượng hoàn thiện rất là ngon. Với cái bộ tản nhiệt Fujimoto này thì trong cái quá trình lắp đặt nó sẽ có một vài cái khó khăn hơn so với các cái bộ linh kiện đắt tiền như là EK hoặc các xe. Thì chủ yếu nó nằm ở cái phần là phần bơm này. Tại vì các cái giá đi kèm, giá bắt đi kèm này nó sẽ không có những cái giá bắt cố định như của EK. Và những cái giá này mình sẽ phải thiết kế và bố trí tùy chỉnh một chút thì nó mới có khả năng lắp lên được cố định như này. Còn lại thì các cái linh kiện khác như là fitting hay là đường ống thứ thì hoàn toàn là tương đương rồi, cho nên là cái lúc lắp đặt thì cũng không có nhiều vấn đề gì phát sinh cả.
Dạ vâng, sau khoảng tầm 1 ngày thì bộ PC chúng ta được lắp đặt xong. Thì bộ PC này với mức giá tiền rơi vào khoảng 70 triệu anh nhỉ? 70 triệu. Đúng không? Thì sẽ có những thành phần thực sự rất là cao cấp nhất hiện đại là 12.700K này, 3070Ti này, một cái bộ nước FreeZMOS và một vỏ cây O11 Dynamic phiên bản bình thường. Đó thì trong cái quá trình lắp đặt thì cũng có một chút vấn đề về gọi là camera hình về PCIe anh nhỉ. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả đều được xử lý xong rồi. Thì anh cho anh cảm thấy thế nào về cái trải nghiệm mà lắp cái bộ nước khoảng tầm 4 triệu như này? Thực ra cái bộ sản phẩm này ấy, cái linh kiện ở bên trong khi mà hãng cung cấp cho mình là đã đầy đủ tất cả các thành phần linh kiện rồi. Như là block này, bơm này, fitting này và radiator. Quạt kia cái đặc biệt là fitting, thường là những cái bộ này là mọi người sẽ phải tính toán xem là fitting sao cho phù hợp, bao nhiêu cái đầu nối, bao nhiêu đầu góc các thứ. Nhưng mà trong bộ này thì cái số lượng đã cho là cân đối rất là đầy đủ rồi, cho nên là quá trình lắp đặt gần như là không có cái khó khăn nhiều. Nhưng mà tuy nhiên là ở đây khi mà thiết kế đường nước này, mình muốn thiết kế sao cho mà cái tổng thể bộ máy nhìn thứ nhất là nó thoáng và không bị che quá nhiều cái linh kiện ở bên trong, cho nên là đường nước đã đi, thứ nhất là đi tránh RAM này và tránh những cái thành phần che quá nhiều thành phần ở trên main để có thể nhìn sao cho nhìn từ trực diện vào phát là có thể nhìn thấy tất cả linh kiện ở bên trong luôn, sâu hết được cái linh kiện bên trong luôn. Thực sự cái bộ nước này anh đã đi rất là đẹp này, những đường song song góc cạnh rất là tuyệt vời. Và thực sự nếu mà mình mà bản thân mình ấy, mình cũng rất là muốn mua bộ này, nhưng mà bộ này sẽ được trưng bày ở cơ sở Hacom 43 Thái Hà để cho anh em có thể xem được là nó có đáng mua hay không, nó có đẹp đẽ hay không. Và nếu mà anh em khách nào mà muốn ấy thì có thể xuống ngay đó và bốc ngay bộ này rất là nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi gì cả. Rồi, thực sự rất là cảm ơn các anh em đã xem cái video này, xem quá trình lắp của chúng mình, và hy vọng rằng là có thể gặp lại anh em tại một video sau nhá. Bye bye anh em.